Nghe được trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2023. Chúng tôi đã có mặt ở tại vườn truyền thống Việt. Kính thưa quý vị, người Việt sau 48 năm bỏ nước ra đi, chúng tôi đang định cư tại thành phố San Jose, Bắc California. Thưa quý vị, chúng tôi rất là tự hào khi mà người Việt là dù là một sắc dân thiểu số tại đây, nhưng mà chúng tôi có được một cái khu vực gọi là vườn truyền thống Việt, Việt Heritage Garden. Cái nơi đây đó, thưa quý vị, mỗi một thứ bảy đầu tháng đều có lễ chào cờ Mỹ và Việt để nói rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đây và chúng tôi, những người Việt Nam Cộng sản vẫn chào cờ hàng tháng. Cái thưa quý vị, như chúng ta đã biết là thường thường là những cái public park luôn luôn đó là do cái công ty mà phụ trách về công viên ở các nơi nó sẽ phụ trách, và bất kỳ một cái sinh hoạt nào ở đây đó cũng đều phải có cái phí. Tuy nhiên, thưa quý vị, cái vườn truyền thống Việt đó, ở đây được sử dụng mà không phải đóng phí. Bên cạnh chúng tôi là anh Triệu Hà. Thưa anh có thể cho biết rằng, tôi được biết rằng anh là cái người đó mà giữ chìa khóa của cái việc cái vườn truyền thống Việt này. Thì thưa anh, với cái tư cách là non-profit như thế nào mà anh làm việc với lại quận hạt Santa Clara hay là thành phố San Jose mà chúng ta có được một cái nơi để sinh hoạt như vậy mà không phải đóng phí, thưa anh? Nó có chia làm hai. Cái dự mà được chìa khóa là chuyện khác. Cái được mà được tổ chức cào cờ hàng tháng vào ngày thứ bảy tuần đầu tiên lại khác nữa. Lý do chúng ta sẽ được phép dùng cái chỗ vườn truyền thống Việt này để chào cờ một tháng một lần, thì những tuần khác hay những ngày khác chúng ta có 30 ngày 31 ngày, thì quý vị nào có muốn dùng thì quý vị dùng. Nhưng có nhiều người lên đài nói đặt điều rồi nói này nói kia rồi hăm he. Tôi nghĩ trong quá khứ tôi khi mà làm cái chào cờ Việt Nam Cộng Hòa thì thứ nhất là Việt Cộng đã ghét rồi, ở nước đã ghét cái điều này rồi. Sau một thời gian vừa được một vài tuần là có một số người cũng đi ăn cắp hai. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 7 năm 2023, chúng tôi đã có mặt khi mà thấy tất cả những anh em đó tình nguyện đến đây để mà clean up cái vườn truyền thống Việt. Tôi rất hân hạnh là gặp cô Mai Lan. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết là Mai Lan là một người đã sinh hoạt nhiều năm ở trong cộng đồng người Việt chúng tôi. Cô cũng đến đây để phân chia trong cái vấn đề mà clean up ở đây. Cũng giống những anh em, mà kể cả những anh em hướng đạo, những cháu hướng đạo cũng đến đây. Thì thưa cô, cái điều tôi muốn nói rằng chúng ta là một người dân thiểu số đây, nhưng mà nó có một cái khu vực đặc biệt mang cái tên là vườn truyền thống Việt, viết bằng chữ Việt luôn. Thì cô có cái cảm nghĩ như thế nào, thưa cô Mai Lan? Xin chào anh Nghệ Lữ, trước hết là chào quý khán thính giả của chương trình của Nét Việt của anh Nghệ Lữ phụ trách. Mai Lan xin cảm ơn anh có cái lời mời cho Mai Lan được nói vài lời chia sẻ vài cảm nghĩ, cũng như chỉ là một cư dân cho của cộng đồng người Việt chúng ta ở vùng Bắc California này mà thôi. Nói đến cái vườn truyền thống Việt thì đó là một cái lịch sử rất là dài của cái cộng đồng, của cái sự phát triển của cộng đồng người Việt tại miền Bắc California, đã bước qua rất nhiều bước ngoặt. Đây là một cái niềm mơ ước chung của cộng đồng người Việt ở đây, rồi đã qua rất nhiều giai đoạn, từ khi khởi sự, từ khi xin giấy phép, từ khi hình thành, qua bao nhiêu ban điều hành, từ anh Nguyễn Thanh Liêm, bây giờ là Hội Đền Hùng, qua cho đến bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, qua tất cả rất là nhiều nhóm trong cộng đồng đã cố gắng để làm sao hình thành được một cái vườn truyền thống, một cái công viên văn hóa để xứng danh với cái sự lớn mạnh cộng đồng người Việt của chúng ta ở nơi đây. Và nhất là chúng ta biết là những cái cộng đồng thiểu số khác đều có những cái vườn như là Chinese, vườn khổng tử của người Chinese, rồi Japanese Garden cũng ở trong cái khuôn viên quần thể của Kelly Park ở đây. Thì cho đến bây giờ Lan nghĩ cũng phải là hơn 20 năm hoặc là cũng gần 30 năm rồi, cái từ cái ngày khởi đầu cho đến giờ phút này chúng ta thấy chỉ được có một cái cổng và một cái khuôn viên, một cái mảnh đất nó vẫn còn rất là trống trải. Cho nên rất là nhiều người nhân sĩ, anh em, những người trong đoàn thể cộng đồng muốn làm sao để mà cái vườn truyền thống Việt của chúng ta phát triển, để chúng ta có thể có được những cái biểu tượng văn hóa đem vào đây để mà giới thiệu với người bản xứ cũng như là các cái cộng đồng bạn. Thì nói về cảm nghĩ thì đó là một cái cảm nghĩ là Mai Lan cũng như mọi người Việt khác mơ ước làm sao cái cộng đồng, cái vườn của mình nó phải phát triển, cái vườn của mình làm sao nó phải đẹp đẽ, phải khang trang để nó xứng danh, để chúng ta giới thiệu với mọi người
bao nhiêu năm qua những cái bạn bè đồng hương người Việt ra khắp nơi về đây hoặc người bạn ta về đây để mà có một cái gì để mà chúng ta giới thiệu không có. Dạ, vâng. Mà nhắc đến cái vườn truyền thống thì hình như là Lan thấy có nhiều người Việt ở đây cũng thở dài ngao ngán là không biết là cái ngân quỹ thành phố cũng đã cho cộng đồng người Việt cũng đã đóng góp nhiều, một cái ngân khoản không phải nhỏ mà đến bây giờ vẫn còn chưa được cái gì hết. Thì bây giờ là cái chuyện quá khứ mình không thể nào mình thay đổi, thì bây giờ cái chuyện tương lai trước mặt mình làm được cái gì mình làm. Chuyện nhỏ nhất, mọi người tới đây dọn dẹp cái vườn cho quang đãng sạch sẽ trước, rồi chúng ta bắt đầu đưa vào những cái tượng đài, những cái biểu tượng văn hóa của người Việt chúng ta thì nó từ từ nó sẽ trở thành đẹp đẽ, và nhất là chúng ta phải đoàn kết với nhau. Dạ vâng, mới có thể phát triển được. Dạ vâng, thưa cô, nói về cái vườn truyền thống Việt đó thì chúng ta dầu đã bỏ nước ra đi nhưng mà người Việt chúng ta vẫn cố gắng duy trì cái văn hóa, cái truyền thống của người Việt. Thì tôi được biết được rằng tôi có nhận được một cái thư mời đó là nói rằng ngày 16 tháng 7 tới đây đó là hội gìn giữ văn hóa Việt gì đó thì có một cái buổi vào ngày 16 tháng 7 tới đây, thì cô có thể biết rằng cái buổi đó là cái gì và cái tổ chức đó sẽ có những cái hoạt động như thế nào nữa thưa cô? Cảm ơn anh Nghe Lữ có nhắc đến cái vấn đề này. Nó có hai việc mà Milan có cái cơ hội để trình bày ngày hôm nay để quý vị rõ và anh Triệu Hồng như là mọi người, xin lỗi anh Nghe Lữ cũng như là các quý vị khác biết. Cái thư mời đó do một cái nhóm mà như anh nói là muốn duy trì phát triển văn hóa Việt á, họ thành lập chỉ với cũng cái mục đích để chủ trương là về văn hóa thôi. Thì trong cái tháng 5 đó là cô Thái Hằng có hỏi ý kiến Milan, tụi em muốn làm về văn hóa và vô vườn truyền thống Việt. Milan nói tốt quá đấy, đi vào đâu đấy tốt. Thì trong cái tháng 5 là nhân cái dịp mà Mother Day, thì Thái Hằng đứng ra xin phép, hình như là cũng anh Triệu Hà hay anh Hoàng Thưởng để mở cái cửa để vào, thì thấy đồng ý. Rồi thì Thái Hằng làm không được một mình thì mới mời chị Ngọc Bích là hội trưởng hội người Việt cao niên đây. Chị Thái Hằng nói rằng đây là chị này là một người trong cộng đồng có uy tín. Rồi thì cô Dung Trần và anh Lâm Đức là chủ nhân của cơ sở Crema Cafe, offer bánh ngọt, cà phê và lều. Thì Milan không có ở đây vì Milan đi travel xa. Thì cô Thái Hằng thấy có những anh chị muốn đóng góp, muốn giúp đỡ, thì cô Thái Hằng có tổ chức qua tháng 5. Rồi qua tháng 6 lại trúng cái dịp Father Day. Thái Hằng nói mình làm một cái Father Day nữa. Thì lúc đó Milan về, Milan giúp vào, thì chỉ giúp một tiếp tay thôi. Thì ngày hôm đó rất là vui. Thì Milan có mời cô Thái Hằng nhờ, thì Milan có mời đoàn Yuka Bắc Cali, Milan có mời cái đoàn Yuka thể dục dưỡng sinh của cô Diệu Hiền và một số bạn hữu đến tham dự. Thì hôm đó thì chị Ngọc Bích đại diện cho cái ban tổ chức lên chào mừng, rồi có hiện diện của anh Lâm Hữu Đức chứ không có chị Dung Trần. Thì hôm đó là Milan Thái Hằng nhờ Milan làm MC, thì Milan làm MC. MC hôm đó thì khách mời tới mọi người thì người này người kia tới vậy thôi. Thì Milan gặp cô Queenie là phụ tá của anh biên đoàn. Thì cô Queenie lên nói chuyện, cô Queenie rất là thích cái chương trình này vì làm văn hóa thôi. Cho nên cô Queenie có nói là sẽ làm thế nào để cho nghị viên biên đoàn có một cái buổi để trình bày, vì nghị viên đoàn mới vừa họp thông qua cái budget của thành phố sẽ có một cái ngân khoản cho cái vườn của chúng ta trồng cây hay cái gì đó, hay là làm cái gì đó dọn dẹp. Và Queenie muốn nhờ nói trên sân khấu là nhờ cái hội nhóm của văn hóa Việt lúc đó là Thái Hằng làm cái văn hóa Việt để là tổ chức một cái buổi mà cho nghị viên biên đoàn nói chuyện. Thì nhân đó khi về đó thì Thái Hằng nói chị Milan nghĩ sao, Milan nói tốt quá, thế thì ông biên đoàn ông mình phải push ông làm việc, mình Queenie đã mở lời như vậy thì mình cứ làm đi, thì cô cứ làm đi, thì mới làm một cái thư mời thử thôi. Trong nhóm luân lưu 4 người thì Milan, chị Dung, chị Thái Hằng nói gửi cho chị Dung Trần và chị Ngọc Bích, thì Milan gửi cho cô Thái Hằng, gửi cho chị Dung Trần và chị Ngọc Bích, có 4 người thôi. Milan nói đây là cái bản nháp soạn thảo để mình dùng cái đó khi mà có cái thông báo chính thức của thành phố, của biên đoàn, mình sẽ dùng cái đó mình sửa đổi ngày giờ lại, mình sửa đổi cái hình thức lại, rồi mình thở phổ biến, chỉ có vậy thôi. Thế thì cô Thái Hằng cô exciting quá, cái cô thấy cái đó, cái cô post lên Facebook thì
cô là Mây Lan cô bỏ lên Facebook của cô thôi chứ cô chưa có gửi ra cho ai hết. Thì Mây Lan biết được cái chuyện này liền ngay trong vài tiếng đồng hồ thôi. Mây Lan nó không đưa, đã bảo là đây là chỉ luôn lưu, khi nào phải có cái thông tư chính thức của thành phố, của anh biên từ văn phòng biên đoàn mới được ấy. Bởi vì cái này chưa có, mình đâu có dự trù cái ngày 16 tháng 7 đâu. Thế thì cô thấy Hằng, cô lấy xuống liền và cô lên tiếng cô xin lỗi chị Mây Lan. Thì không biết tự nhiên có lẽ thì anh biết cái hệ thống mạng xã hội thì mà người này người kia chắc có lẽ họ đọc thì họ lấy xuống thì họ bắt đầu họ nói là sẽ có cái buổi đó. Nhưng mà Mây Lan xin được chính thức thông báo cái này không Mây Lan và cái nhóm văn hóa Việt đó không có tổ chức cái ngày 16 tháng 7 sắp tới năm 2023 tại vườn truyền thống Việt, chưa có ngày giờ đó. Cái đó là cái chỉ là một cái mistake của cô Thái Hằng. Một cái thứ hai nữa đó, để Mây Lan verify chuyện này nữa, thì cái hội nhóm truyền thống Việt này, nhóm văn hóa Việt này á, Thái Hằng làm rồi, Thái Hằng làm mới 2 tháng, nhưng mà cái hội mà chính thức mà Mây Lan đứng ra làm đó là Việt Arts and Culture Association, tức là hội nghệ thuật và văn hóa Việt do Mây Lan thành lập, có giấy phép non-profit của California, có giấy thác assembly 501c. Thì tất cả những cái tin tức, những cái thông tư nào để từ cái logo của cái hội nghệ thuật và văn hóa Việt này mới chính thức. Thì nhân đây thì Mây Lan cũng xin cáo lỗi với những người nào đã nhận được cái thư mời. Thì đây chỉ là một cái lỗi nhỏ của một trong mấy anh chị làm việc trong những sinh hoạt văn hóa vừa qua mà thôi, tại vườn truyền thống Việt mà thôi. Thì Mây Lan nghĩ là mình làm việc với nhau là mình có những cái điều mình cần học hỏi, thì cộng đồng mình cũng đoàn kết, mình để cùng chung tay góp sức làm với nhau. Và cái mục tiêu duy nhất hiện tại của cái nhóm nghệ thuật và văn hóa Việt này, làm sao để cho cái vườn truyền thống này nó phải đẹp, phải khang trang, phải xứng tầm vóc. Dạ, chỉ có như vậy thôi. Thưa anh Nghe Lữ, cảm ơn anh. Vâng, có một câu hỏi tôi là, thứ nhất là có hai câu. Thứ nhất là cái organization của cô vừa nói đó, thì hiện nay nó vẫn còn cái tư cách hoạt động hay không? Và cái thứ hai là trong cái thư đó, nói là cái nhóm đó, hiện giờ là cô nói là ngày sáng mai không có. Nhưng mà trong cái nhóm đó tôi thấy là có tên của những cái người mà đứng trong ban tổ chức. Trong đó có chị Ngọc Bích. Nhưng mà tôi với mà nhận được cái thư Ngọc Bích nói rằng đề nghị lấy cái tên của chị ra, thì cái vấn đề này cô trả lời như thế nào? Cái này thì Lan nghĩ là có một vài cái vấn đề trong cộng đồng mình, qua những cái vấn đề khác biệt cái chính kiến, hoặc là khác biệt những cái sự ủng hộ của các vận động viên ở đây. Thì các ứng cử viên ở đây. Thì có lẽ là chị Ngọc Bích chỉ ủng hộ cho một ứng cử viên nào mà một số người nào đó không thích, thì chỉ lên tiếng cho nói tôi chưa có ủng hộ người đó, tôi chưa lên tiếng ủng hộ, tôi có đi tham dự những cái cuộc gây quỹ hay này nọ, chỉ là tôi muốn đi tìm hiểu thôi. Thì những người kia chỉ mới thấy trong cái nhóm của Thái Hằng mà bắt đầu làm việc trong tháng 5, tháng 6 thì có chị Dung Trần và anh Lâm Hữu Đức là người trong cái ban vận động cho ứng cử viên Madison Nguyễn. Thì cô Madison Nguyễn thì trong quá khứ cô có làm một số những cái lỗi lầm, mistake với cộng đồng người Việt của chúng ta. Thì qua nhiều năm rồi cô không có, sau khi mà cô vận tranh cử một cái chức vụ hình như dân biểu tiểu bang mà cô thất bại, thì cô không có vận động cái chức vụ nào nữa. Thì bây giờ cô trở lại cô vận động, thì có một số những người đã tranh đấu đòi cái tên Little Sài Gòn là những cái người mà đã có những cái điều phẫn nộ đối với cô Madison Nguyễn, họ lên tiếng, họ phản đối cái sự tranh cử của cô đó. Thì bởi vậy mới có một số những cái khác biệt. Thì Mây Lan có nói với cô Thái Hằng là Mây Lan làm cái việc này chủ trương là văn hóa. Khi mà mời Mây Lan lên sân khấu để vai trò MC cho cái nhóm mà văn hóa Việt trước đó, thì Mây Lan đã nói rõ ràng, rất rõ ràng, đây là một cái nhóm về văn hóa, chủ trương về văn hóa, không có hoạt động chính trị, không có hoạt động đảng phái. Chúng ta bước vào đây, tất cả quý vị nào bước vào đây mà cùng chủ trương với chúng tôi thì chúng tôi xin mời. Còn nếu mà quý vị có những cái khác biệt về chính kiến, hoặc quý vị có những cái mục tiêu chính trị nào đó, thì chúng ta bỏ bên ngoài rồi chúng ta bước vào đây đoàn kết để làm cho cái mục tiêu văn hóa mà thôi. Đó là chủ trương của Hội Nghệ thuật và Văn hóa Việt do Mây Lan thành lập. Hội đó đã hoạt động, tiếp tục hoạt động, và cái mục tiêu hoạt động là chủ trương về văn hóa, tất cả những cái mặt về văn hóa, không chỉ cái vườn truyền thống Việt mà ngoài ra về hội họa, về văn hóa,
về các cái hội hè của người Việt của chúng ta, thì đó là cái mục tiêu của hội, thưa anh. Vâng, mục tiêu của hội như vậy thì tôi được biết rằng hình như non-profit là phải có đóng tiền đối với Cali đúng không? Dạ, như vậy thì bây giờ mình vẫn phải đóng tiền hàng năm dạ, chứ? Dạ đúng rồi, dạ vâng. Tất cả những cái luật lệ, những cái regulation của để thành lập được một cái hội non-profit thì hội này đã hoàn toàn hoàn tất tất cả rất là đầy đủ. Có giấy phép hoạt động của thành phố, của tiểu bang, yeah. Có giấy phép để được thác exam, rồi có bảo hiểm để mà hoạt động. Và mình làm việc gì mình cũng phải có rõ ràng, mình không phải nói tôi làm hồi rồi tôi ra tôi làm, rồi làm những cái chuyện không có đúng. Dạ vâng, như cô vừa nói đó, ở đây cái hội là không có ủng hộ vấn đề mà hoạt động chính trị hay là đảng phái gì hết. À, vậy thì với cái thơ COVID như vậy đó, thì như vậy thì cô chị Bích đó vẫn còn ở trong cái hoạt động của cái hội hay không, hay là bây giờ là cô đã bước ra hẳn rồi? Ra hẳn chị Bích, chị cái hội của Lan không có chị Bích. Dạ chị Bích với chị Dung anh Đức là cô Thái Hằng mời trong cái nhóm văn hóa Việt vào tháng 5 tháng 6, bắt đầu từ tháng 7 giờ đi hoàn toàn không có liên hệ gì với cái hội này, không có liên hệ gì. Chị Ngọc Bích, chị Dung Trần hoặc anh Lâm Hữu Đức hoàn toàn không có, thành ra những cái thơ lên tiếng hoặc là những cái vấn đề giữa các quý vị đó với cộng đồng thì hoàn toàn hội không có dính líu tới. Dạ, không có dính líu tới hoàn toàn. Cảm ơn anh Nghê Lữ rất nhiều ạ. Dạ. Cảm ơn quý khán thính giả của Net Việt.